Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết Hà Nội của kênh VTC 14. Thưa quý vị và các bạn, càng đến những ngày giáp Tết thì chúng ta lại được dịp hòa mình với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc và ý nghĩa. Đặc biệt chào mừng năm Đinh Dậu đang chuẩn bị gõ cửa, một triển lãm về hình tượng gà mang tên Dậu Đôm của các họa sĩ tên tuổi Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 1 tại Hàng Gia Gallery Hà Nội. Triển lãm Dậu Đôm gồm 60 tác phẩm của 24 họa sĩ như Nguyễn Quốc Thái, Đỗ Dũng, Nguyễn Quang Thiều, Lê Thiết Cương, Tào Linh, Trần Gia Tùng. Ngoài ra, vẽ bằng tranh sơn dầu, sơn mài, acrylic, bột màu, mực tàu trên toan, giấy báo, giấy gió, lụa, tranh xé dán thì còn có các tác phẩm vẽ gốm là đĩa gốm, lọ gốm, tượng gốm được các họa sĩ tài năng thực hiện tại hai làng nghề là Bát Tràng gốm có men và Hương Canh gốm không có men. Tranh của họa sĩ Tào Linh, Phạm Long Quân biến hóa với những chú gà con. Tranh của họa sĩ Lê Thiết Cương, Lê Vạn Hiền thì lại tinh tế với gà trống choai. Họa sĩ Phạm Trần Quân thì mạnh mẽ với tạo hình gà trọi. Triển lãm mang đến cho người xem một cái nhìn sống động thú vị về hình tượng con gà trong đời sống tâm linh, tinh thần của người Việt, từ con vật nuôi đến con vật tế lễ và là một trong những con vật được người Việt nâng niu, yêu thương khi xuất hiện trong những bức tranh dân gian. Còn đối với những ai yêu thích sách thì quý vị có thể ghé thăm hội sách Dọn Kho Đón Tết tại Nhà Văn hóa Cầu Giấy số 26 Nguyễn Phong Sắc. Bên cạnh những tác phẩm được độc giả yêu mến trong những năm qua, hội sách Dọn Kho Đón Tết còn tiếp tục ra mắt những đầu sách có giá trị thuộc nhiều đề tài và thể loại. Thể loại tiểu thuyết kinh điển thì có Kiêu Hãnh và Định Kiến, Những Lần Ta Chia Tay, Ba Ngày và Một Đời. Hội sách Dọn Kho Đón Tết còn có những cuốn cẩm nang dành cho gia đình như là Vì Sao Con Tôi Không Thích Đến Trường, Giỏi Tiếng Anh, Không Tốn Mấy Đồng. Bên cạnh đó là bộ sách nổi tiếng toàn cầu như là Lạc Mất và Tìm Thấy, Ngày Sáp Màu, Theo Nhau Bỏ Việc hay là Trái Tim Cất Trong Chai, Cậu Bé Ăn Sách Phi Thường. Bộ bách khoa thư nổi tiếng là Atlas Muôn Loài, Thế Giới Đại Dương Bằng Tranh, Thế Giới Động Vật Bằng Tranh hay là Thế Giới Rau Củ Quả Bằng Tranh, Các Kỷ Lục Tự Nhiên Bằng Tranh. Bộ sách Tớ Ham Học Hỏi cũng đang được giới thiệu đến độc giả. Hội sách diễn ra từ ngày 11 và còn kéo dài cho tới ngày 15 tháng 1. Tuy nhiên hiện tại thì thời tiết đang có một chút trở ngại đối với những ai mong muốn đến với hoạt động văn hóa này. Bởi từ hôm qua do ảnh hưởng kết hợp của rãnh gió Tây ở trên cao và quá trình tăng cường lệch đông của khối không khí lạnh đã khiến các tỉnh Bắc Bộ và khu vực Hà Nội xuất hiện mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến là từ 15 đến 30mm, có nơi thì trên 30mm. Sang ngày hôm nay, hình thế thời tiết chi phối các tỉnh Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội thì vẫn không có gì thay đổi. Mưa tiếp tục duy trì tại khu vực này. Nhiệt độ ngày và đêm nay sẽ tiếp tục giảm nhẹ và cao nhất ngày dao động trong khoảng 20 đến 22 độ. Về đêm thì giảm xuống mức 18 cho tới 20 độ. Cùng với đó, độ ẩm trong không khí sẽ tăng cao, trung bình ngày và đêm dao động từ 80 cho tới 90%, tiết trời ẩm ướt. Do vậy, quý vị nên có các biện pháp bảo vệ vật dụng của mình để tránh bị ẩm mốc. Và dự báo trong ngày mai thì khối khí lạnh có khả năng tiếp tục được tăng cường và bổ sung xuống nước ta. Do vậy, mưa tiếp tục duy trì tại thủ đô Hà Nội. Nền nhiệt sẽ có xu hướng giảm nhẹ khoảng 1 độ và dao động trong khoảng 19 đến 21 độ, trời rét. Theo nhận định xa hơn thì từ ngày 14 tháng 1, khả năng rãnh gió Tây trên cao sẽ hoạt động yếu đi đáng kể. Vì vậy, mưa tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ giảm nhanh xuống còn vài nơi, tạo điều kiện cho nhiệt độ ngày và đêm tại Hà Nội sẽ tăng dần. Cảm giác rét tạm thời không còn rõ rệt như những ngày vừa qua nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nhận định về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay và một vài ngày sắp tới. Trong phần cuối của bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho khu vực thủ đô Hà Nội trong đêm nay và ngày mai. Khu vực Ba Vì Sơn Tây, nhiều mây, có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, độ ẩm trung bình từ 87 đến 97%. Khu vực Phúc Thọ, Chương Mỹ, nhiều mây, có mưa, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 95%. Khu vực Thanh Oai, Thường Tín, Mỹ Đức, nhiều mây, có mưa, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, độ ẩm trung bình từ 86 đến 96%. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, nhiều mây, có mưa, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, độ ẩm trung bình từ 86 đến 96%. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, có mưa, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, độ ẩm trung bình từ 84 đến 94%.